Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ cùng quý khách giải đáp thắc mắc tại sao nên mua bộ bát đĩa hoa mặt trời của nhà Bảo Khánh. Khi xếp cả bộ hoàn chỉnh cùng với nhau sẽ tạo nên một bông hoa lớn tựa như hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời vô cùng hút mắt. Kích thước các vật phẩm vừa phải, phù hợp với mâm cơm của người dân Việt Nam. Chất liệu gốm sứ chắc chắn và sạch sẽ, bộ bát đĩa có phần xương gốm dày và rắn chắc. Bề mặt được phủ lớp men bóng mịn, vì thế bộ bát đĩa hoa mặt trời rất dễ trong việc làm sạch, dùng lâu vẫn luôn như mới. Đặc biệt hơn, mỗi sản phẩm đều được làm thủ công hoàn toàn bằng tay, từ phần tạo hình cho đến các chi tiết họa tiết trên bề mặt. Sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên bộ sản phẩm bát đĩa bắt mắt và sắc nét. Bộ bát đĩa hoa mặt trời của nhà Bảo Khánh nung qua nhiệt độ cao hơn 1.000 độ C, vì vậy thành phẩm cuối cùng tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.